Tôi tin rằng quý ông bà còn nhớ trong bài đọc 1 có một sự kiện rất quan trọng. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Kinh Thánh, Thiên Chúa nói tên của mình ra. Chưa bao giờ chúng ta nghe trước đó và sau này. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu sinh ra là một người, và vì là một con người thật, cho nên cần có một cái tên. Còn Thiên Chúa là Cha, thì tên gì? Không lẽ tên là Chúa? Chúa chỉ là một cái tước hiệu, một cái title, chứ không phải cái proper name. Hôm nay Chúa nói, tôi là cái người tự hữu, tức là tự mình tôi sinh ra tôi, tự mình tôi có. Không ai trong chúng ta được như vậy. Bất kỳ cái gì cũng phải có người tạo nên. Cái micro trước mắt tôi là phải do tay nhiều người thợ, kỹ sư vẽ kiểu, rồi kỹ sư điện tử thiết kế bên trong, rồi những người thợ theo mô hình đó mà sản xuất. Mỗi con người cũng vậy. Nhưng Thiên Chúa là đứng tự mình mà có một cái tên rất quan trọng. Đó là chuyện của bài đọc 1, xin đừng quên. Bài đọc 1 còn một hình ảnh rất dễ thương thứ nhì. Đó là Thiên Chúa hiện ra trong một bụi cây gai, mà bụi cây không bị tàn phá. Làm cho tôi nhớ lại trong tác phẩm Con Đường Hạnh Phúc của Alexei Tolstoy, một đại văn hào người Nga. Cái ông thứ nhì, ông thứ nhất là Leon Tolstoy, ông thứ nhì Alexei Tolstoy. Ông ấy viết quyển Con Đường Hạnh Phúc, trong đó tả lại cô chị nhìn cô em của mình đẹp như thế. Rồi cô ấy nghĩ, sau này em mà lập gia đình rồi, rồi em cũng bị người yêu của em chiếm đoạt, tàn phá, rồi em cũng sẽ già đi, xấu đi, rồi cũng chết. Nhỏ em nói nghe vậy đó, vậy thì mình không lập gia đình, không để ai chiếm đoạt mình có sao không? Câu trả lời đi tìm truyện mà đọc. Truyện đó bấm lên trên Google là nó có, dày lắm, gần 600 trang. Nhưng mà rõ ràng cuộc đời mình, hãy mình chiếm đoạt người nào thì mình tàn phá người đó. Đúng, không hề sai. Nhưng một mình Thiên Chúa, khi Ngài chiếm đoạt ai thì người đó còn nguyên vẹn là chính mình, và lại còn phát triển đến mức độ cao hơn. Hơi khó hiểu, cho nên tôi cũng không dám bàn tiếp, bởi vì bàn tiếp thì tôi bí. Nhưng mà thấy trong cuộc đời bình thường, mình nhìn thấy, mình biết. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện đó, nhưng muốn nói tới một cái tác phẩm nổi tiếng của Raffaello, là một danh họa người Ý ở thế kỷ thứ 16. Ông chết năm 1520 và để lại cái tác phẩm cuối cùng là The Transfiguration, mà tuần rồi mình vừa mới mừng lễ đó, là lễ Chúa biến hình. Bức tranh ông vẽ có 3 tầng. Cái tầng trên cao là Chúa Giêsu đang biến hình, mặt sáng láng, áo quần trắng tinh, rồi có ông Mai Sen và ông Elia đến nói chuyện. Rồi dưới chân Chúa thì 3 môn đệ đang sắp mình chiêm ngắm và có vẻ như ngủ. Tuần rồi mình nghe còn nhớ. Rồi dưới cái đám mây đó, ở bên dưới nữa, thì một đám đông đang quay quanh một em bé đang đau ốm. Mà em đau đớn, em giơ tay bung tay lên để nhào người dậy, thì người ta đang giữ em lại. Và trong cái đám đông người đó, có một người đưa ngón tay chỉ về Chúa Giêsu, và một người khác đưa ngón tay nhìn lên Chúa chỉ em bé. Bức tranh của Raffaello đang còn được giữ trong Bảo tàng Viện Vatican, mà là một trong những bức tranh được rất nhiều người đến xem sau các bức tranh của Michelangelo. Bởi vì nó nói lên thực tại gì? Nó nói lên một thực tại rất hay. Đó là 3 cái ông tông đồ chiêm ngắm Chúa.
rồi thôi, quên hết mọi chuyện sau lưng mình, quên luôn cả thế giới có những con người đau khổ, ốm đau, bệnh tật. Cho nên mới thưa thầy, ở đây tốt quá rồi, con xin cất ba cái lều rồi ở lại đây luôn, không muốn về. Nhưng mà sau đó Chúa bảo các ông phải đi xuống núi. Vậy ha, cái bức hình đó nó nói lên cuộc đời thiêng liêng của chúng ta cũng chia ra hai cách cuộc sống đạo đó. Ý tôi nói đơn sơ vậy. Có những người sống đạo là chăm chăm chú chú cầu nguyện kết hợp với Chúa và không còn biết đến những người thân xung quanh, là thái cực thứ nhất. Thái cực bên này có những người nói tôi phải làm vì bác ái, vì nuôi sống gia đình, cho nên tôi không còn giờ để kết hợp với Thiên Chúa. Cái bức tranh đó nó nói lên cái thực trạng đó. Và chúng như vậy là cả hai đều không hoàn hảo. Nó không sai nhưng nó không hoàn hảo. Mà cái mẫu gương hoàn hảo nhất là chính Chúa Giê-xu. Chắc quý vị biết, sáng sớm Ngài đã đi cầu nguyện. Suốt ngày hãy có dịp tiếp xúc với các bệnh nhân, đôi khi Chúa vẫn cầu nguyện trước mặt họ và đêm về đi cầu nguyện. Cho nên nếu có ai trong cộng đoàn mà nói với cha Thúy, thưa cha, hãy con lên xe ngồi và con lần chuỗi liền, tôi chắc chắn 100% ông cản. Ông nói không, đừng có làm, làm vậy ủi vô người khác, đừng có lần chuỗi lúc đó. Bởi vì lái xe là một việc hệ trọng có liên can tới tính mạng của mình và của người khác. Mình chăm chăm chú lái xe thì cũng giống như một ca đoàn nào đó tiếng Việt không rõi mà hát: trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết tông vào ai, biết tông vào ai đó, biết tông vào ai. Nhưng mà rõ ràng là cha Thúy chắc chắn, tôi đã nghe mấy lần như vậy rồi, người nào tâm sự với ông mà vậy là hỏi ông có tốt không, không tốt bỏ đi. Khi ngồi vào xe để lái, xin nói dâng cho Chúa, xin cho Thiên Thần giữ mình ở bên cạnh con, để con lái xe cẩn thận, để tôn trọng mạng sống của người khác, luật lệ giao thông và an toàn cho chính con, rồi thôi, lo lái. Chứ không phải chăm chăm chú trong đó, không đúng. Cũng không thể đóng cửa phòng là đọc kinh suốt ngày, còn nấu nướng bên ngoài, mặc xác chúng nó, khi nào nó gõ cửa, nó kêu đi ăn thì ra ăn. Cũng không đúng. Thật sự cái mẫu gương Chúa Giê-xu làm cho chúng ta thấy, cũng ngược lại, không phải làm không, rồi quên dâng những điều đó cho Chúa. Quên, lâu lâu nghĩ lại, tôi có đang làm đúng theo thánh ý của Chúa không? Bài học thứ nhất. Bài học thứ hai quan trọng là ai trong chúng ta cũng có lầm lỗi. Đêm hôm kia nữa, ông cha xưa ông hỏi: ai trong trước mặt tôi, ai chưa có tội bao giờ giơ tay lên? Thì ông người không thấy ai giơ. Ông nói: lúc tôi vừa mới hỏi thì cha Huỳnh lại nhét tay vào túi cho chắc ăn. Khỏi giơ mà còn nhét vào túi. Ai có mặt thì còn nhớ không? Ông nói một câu đùa đó, mà nó đúng là sự thật. Ai trong chúng ta cũng có tội, có lỗi, có khuyết điểm, có yếu đuối, có nóng tánh, có ích kỷ, có dâm ô, có tham lam, có kiêu căng, đủ thứ kể ra còn nữa. Như vậy ai trong chúng ta cũng cần một cơ hội thứ hai, tiếng Anh gọi là second chance, để làm lại. Và Chúa là người luôn luôn cho cơ hội. Chỉ có chúng ta có biết nắm cơ hội đó hay không? Có khi Chúa cho chúng ta đang mạnh khỏe, đau một cái, để chúng ta nằm im đó, có cơ hội suy nghĩ. Có khi chúng ta nhận được một tin buồn,
là một cơ hội để đặt lại vấn đề thiêng liêng. Giống như ông Thánh Ignace de Loyola, đấng sáng lập ra dòng tên, là một sĩ quan hào hoa, phong nhã, đánh giặc giỏi, can đảm, nhiều huy chương trên chiến trường. Đâu bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dâng mình cho Chúa, bởi vì bao nhiêu mệnh phụ phu nhân mỹ miều biết bao nhiêu muốn đi theo ông. Rồi một viên đạn đại bác, may mắn là cái thế kỷ đó đạn đại bác nó là cục sắt bằng trái ổi đó này. Còn bây giờ mà đạn đại bác mà nó nổ vào đùi ông á thì ông chẳng còn gì để hốt, bởi vì nó nổ nữa. Còn hồi xưa là nguyên cục sắt nó bay vào đùi ông, thế là gãy giò, phải nằm đọc tiểu thuyết suốt. Mà thời đó không có x-ray để xếp xương, làm tập đi mới khám ra xương méo, đi khập khỉnh. Một sĩ quan từ nay đi khập khỉnh, làm sao mà khiêu vũ trong triều đình, làm sao mà đi đứng một cách oai phong trước mặt binh lính. Mà tâm hồn của một võ tướng, cho nên bảo bác sĩ đập ra làm lại cho tôi, xếp cho ngay. Họ lấy cây đập ra lại, kinh khủng. Đập ra làm lại, cơ hội thứ hai đến, hết sáng đọc rồi. Lần này nằm lâu hơn. Bà y tá là một bà dì phước đưa cho ông, không còn sách gì cho ngài đọc. Tôi bây giờ ngài đọc Kinh Thánh rồi. Ông đọc. Khi lành bệnh, vắt hết cả áo giáp, cả gương, ông đi theo Chúa Giê-xu và lập ra dòng tên. Đó là cơ hội thứ hai Chúa cho. Cũng như cái người làm vườn xin với ông chủ, đừng có chặt cái cây vả này. Quý vị nên nhớ, cây vả là một cái cây mà người Do Thái dùng rất nhiều, chứ không phải như bên mình mới lâu lâu ăn một lần đâu. Họ trồng nhiều lắm, và nó ngon hơn cái loại trái mà mình có ở đây. Nó béo hơn, trái nó to hơn, nó sai quả hơn, nó một loại của cây sung, cho nên toàn thân nó có quả. Mà cây vả này không có quả, cho nên ông chủ bảo chặt đi. Thì người làm vườn, mình được hiểu đó là Chúa Giê-xu, đến nói với Chúa Cha, xin để cho con, cho nó thêm năm nữa. Cơ hội thứ hai, ai trong chúng ta cũng cần. Cơ hội thứ hai đến nhiều kiểu khác nhau, quý ông bà ơi. Thông thường là những chuyện negative thì mình dễ suy nghĩ lại hơn. Còn cơ hội thứ hai đến trong một tâm tình positive, vui vẻ, thì mình quên mất. Mình lo vui rồi. Cho nên qua những biến cố đau thương, qua cái tai nạn của hai chị Nga và chị Ánh, chúng ta có dịp để nhìn lại cách sống của mình với người khác. Khi những người đó còn sống, chúng ta có nói những lời ngọt ngào với người đó không? Hay họ ra đi một cách đột ngột thế này thì bây giờ có hối hận trễ rồi. Cơ hội thứ hai đến nhiều khi chỉ đến một lần. Chúa gửi đến, nếu chúng ta không nắm được, có lẽ cuộc đời sẽ cứ như vậy hoài. Mỗi năm Chúa cho cơ hội thứ hai để đến với bí tích giao hòa, để làm hòa với Chúa và với anh chị em. Rồi Chúa hỏi, sao chưa có quả? Phải không? Chúa có thể hỏi tên một người nào đó, tại sao trong gia đình con vẫn bất hạnh hoài? Tại sao cứ lục đục hoài? Tại sao cha mẹ con cái xung khắc hoài? Tại sao chưa có quả? Chúa có thể hỏi một linh mục, một tu sĩ, tại sao cuộc đời vẫn nguội lạnh, vẫn làm gương xấu cho người khác hoài? Quả đâu? Rồi Chúa cho cơ hội, nhưng nếu không biết nắm lấy cơ hội đó một cách khiêm nhường, thì cuộc đời là Vũ Như Cẩn cứ vẫn như cũ, là Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên, có gì thay đổi hết?
năm này tháng khác, mùa chay này mùa vọng khác, rồi cũng cứ vậy. Xin dâng lên Chúa thánh lễ này với ý chỉ của hai người chị em trong ca đoàn. Xin Chúa cho chúng con biết nắm lấy từng cơ hội, nhất là những tin buồn, để nhìn lại cách sống của chúng con sao cho đẹp lòng Chúa và có hoa có quả ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn, ngay trong tâm hồn mỗi người chúng con.